Xin kính chào các cô chú anh chị Rượu nếp cẩm là một cái loại rượu khá là nổi tiếng Ở vùng Tây Bắc nhất là ở Điện Biên chúng mình Gạo nếp cẩm và cái gạo Tất cả các loại gạo ở Tây Bắc ấy, Thì chủ yếu ở cái vùng Điện Biên Là cái vùng mà gạo gần như là ngon nhất Thì cái gạo nếp cẩm Sau khi mà nấu rượu ra thành phẩm Thì một cái chai Thì nó sẽ ra thành phẩm như thế này Cái màu của nó đúng như cái màu Của cái đỗ đen ấy nghĩa là cái chè đỗ đen mình nấu ra cái màu như nào thì cái màu rượu nếp cẩm nó đúng như thế luôn thế thì một cái chai rượu nếp cẩm như thế này là một chai một lít mình đang bán là 65.000 đồng một chai cái rượu nếp cẩm được uống cực kỳ ngon nó có độ ngọt này có mùi thơm này và nó có cái độ độ rượu nghĩa là cái độ cay của rượu nó rất là phù hợp khi mà chúng ta kể cả chúng ta nhậu cũng được hay là chúng ta uống để tăng cường sức khỏe cũng được Đối với cái rượu nếp cẩm này nó có cái tác dụng là giúp phòng ngừa cái bệnh về tim mạch đột quỵ, nó giúp làm tăng huyết áp, à, phòng cái bệnh thiếu sắt và phòng chống ung thư cũng như là cái tác dụng quan trọng nhất đó là cái kích thích tiêu hóa. Thì cái này giúp kích thích tiêu hóa cực kỳ tốt. Cái à, ví dụ một chai như thế này à, vào mỗi một buổi ăn thì chúng ta sử dụng một đến hai cái ly mà cái ly mắt trâu người ta dùng để uống rượu á chứ à, khi mà mọi người vui thì mọi người có thể nhậu nhậu một hai bữa cái đó thì cái đó là lúc vui nhưng mà để mà uống bình thường thì chúng ta lên chúng ta lên là sử dụng cái rượu này một cái lượng nhất định thôi chúng ta không nên sử dụng quá nhiều rượu vào cơ thể thì nó cũng không tốt rượu thì thực ra là nó dùng đúng và dùng đủ thì nó rất là tốt đó thì mỗi một lần dùng trong một bữa ăn chúng ta sử dụng một đến hai cái ly nhỏ mắt trâu thôi khi mà chúng ta rót ra cái ly ấy, thì cái màu rượu nó giống như thế này mỗi một chai như thế này thì khi mà chúng ta chuẩn bị chúng ta sử dụng thì chúng ta cố gắng nắc lên như thế này cho nó đều bởi vì cái rượu nếp cẩm này thì nó nó có tính chất nắng nó nắng xuống bên dưới này bởi vì cái rượu nếp cẩm này là nó khi mà nó để ở trạng thái tĩnh như thế này nó sẽ nắng xuống bên dưới dần khi uống chúng ta nắc lên như thế này sau đó chúng ta rót ra thành một cái ly rượu như này đây là ly mình rót ra nhiều để mọi người cảm quan nó cái mùi vị nó có cái vị ngọt này mùi thơm này có vị cay của rượu này. cực kỳ ngon cực kỳ là ngon luôn thì mọi người kể cả như phụ nữ phụ nữ như ví dụ như vợ mình rất là thích uống cái loại này nhưng mà mỗi lần uống thì cũng chỉ một hai ly nhỏ để giúp kích thích tiêu hóa thôi đó thì cô chú anh chị có nhu cầu ví dụ muốn sử dụng cái rượu nếp cẩm này thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại trên màn hình 0974010585 hoặc là 0947010585 cả hai số mình đều có cả zalo và có cả facebook thì mỗi một cái chai rượu nếp cẩm như thế này thì là 65.000 à, chưa bao gồm phí ship thì ví dụ như mọi người đặt thêm cái gì đó à, đặt cái gì đó thì chúng ta có thể lấy thêm một hai chai rượu nếp cẩm hoặc chúng ta để ở trong nhà chúng ta uống dần nó có mùi vị rất là ngon nó là một cái vị rượu mà chúng ta lên có ở trong nhà để chúng ta nhâm nhi uống dần ok xin kính chào các cô chú anh chị chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng